mình kiểm tra sim sống đồ đầy đủ chưa là mình xài thôi nha các bạn. Nhiều khi cái tool nó hỗ trợ mà ba bát màn hình Hello á, những cái con iPad mà nó hỗ trợ 4G xài sim á, thì mình nên làm cái cách này nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm một cái máy iPad mà nó bị quên tài khoản iCloud này, khóa cho chủ sở hữu. Giờ mình ghim vô máy tính mình coi tụi nó iPad gì, tình trạng iOS máy để mình biết mình xử lý nha. Máy này thì Pro 9.7 nè, iOS khá là cao, số may số series đầy đủ. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình iPad màn hình Hello mà dùng được sim luôn nha, dùng được 4G 5G luôn cho những cái con iPad mà nó bị khóa iCloud nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn phải lấy một cái sim trước nè, để mình thử vô cái iPad coi thử nó có còn nhận sim có sóng đầy đủ không mình mới làm nha các bạn. Nhiều khi những cái con iPad mà nó bị mất sóng hay là hư sim, hư cái ổ sim gì đó là nó không có nhận sim á, thì mình biết cách mà mình xử lý nha. Máy này nhận sim có sóng đầy đủ nè. Ví dụ mấy bạn có những cái con máy mà nó bị màn hình Hello á, nhưng mà nó model mà dạng như 4G, nó có chức năng xài sim á, thì mình nên bypass dùng sim nha. Để cái gì mình đi chơi hay đi du lịch cho gia đình á, mình mua một cái sim 4G, mình bỏ vô, mình đi biển hay lên núi gì đó mình cũng có internet mà mình xài nha các bạn. Chứ để nhiều lúc nó có chức năng như vậy mà mình xài wifi không á thì nó cũng phí ra ha. Rồi mình mở cái tool lên. Đầu tiên á là mình phải kết nối với cái máy nè. Rồi mình mở cái tool, chờ cái tool nó nhận diện được cái iPad của mình á, là nó sẽ hướng dẫn mình những cái cách làm trên cái tool luôn nha các bạn. Cái này thì nó khá là đơn giản ha. Rồi giờ nó kêu mình là boot cái máy nè. Có nghĩa là mình giao red nó, các bạn cứ bấm ok. Trên tool nó có chữ boot thì các bạn boot là cái máy nó sẽ vô chế độ recovery. Rồi khi vô chế độ recovery á thì mình tiếp tục mình đưa nó vô để boot theo tool nó hướng dẫn thôi. Các bạn cứ làm đúng thao tác á là nó bypass được các bạn. Hiện tại thì cái tool này nó bypass được khá là nhiều dòng iPad nha. Các bạn có thắc mắc thì liên hệ với mình tư vấn giúp các bạn nha. Rồi sau khi mà nó vô để boot thành công á thì các bạn đợi cái iPad nó boot lên. Khi nó boot lên á thì các bạn đợi cho cái tool HFZ gì nè, nó báo là giống như cái máy mình có support, có hỗ trợ hay không á, thì mình tiến hành mình order series á, mình bypass nha các bạn. Cái này thì các bạn làm từ từ, các bạn đừng có nôn nóng. Thì mình lúc mà giao red xong á, các bạn đợi cho cái tool nó báo. Cái bước này thì nó hơi khá là lâu ha, các bạn từ từ các bạn tắt tool nha. Rồi cái này nó báo là đã chúc mừng nè các bạn. Rồi cái bước này thì cái máy này nó có hỗ trợ thì mình tiến hành mình đi order cái số series thôi. Rồi mình trở lại cái tool mình kích hoạt là xong các bạn. Tool này hiện tại thì nó chỉ hỗ trợ trên macOS nha. Các bạn nào không có macOS á mà muốn làm những cái máy như vậy á, các bạn cứ liên hệ với mình. Mình hỗ trợ giúp các bạn nha. Rồi sau khi mình order á thì các bạn trên tool nó sẽ hiện cái chữ AT cho mình bấm nè. Các bạn cứ bấm AT. Mình nên khóa cập nhật ứng dụng, khóa xóa dòng 2 hết nha các bạn. Giờ mấy cái máy iPad này thì mình bypass xong á, mình mừng húm luôn. Mà cần gì mà phải cập nhật hay là xóa ứng dụng, xóa dòng 2 gì, các bạn cứ block giống như là mình khóa reset là hết luôn đi. Khi mà các bạn active á thì các bạn phải đợi cái tool nó báo nè, successful đó, các bạn mới rút cái máy ra nha. Nhiều lúc các bạn thấy trên cái iPad nó hiện cái chữ gì active được rồi, các bạn nôn nóng các bạn rút ra thì nhiều lúc cái server nó chưa có làm việc kịp ha, nó lỗi này lỗi kia, bắt công mình làm lại nha các bạn. Rồi sau khi mà nó boot lên á, các bạn active vô trong, mình kiểm tra sim sống đồ đầy đủ chưa là mình xài thôi nha các bạn. Nhiều khi cái tool nó hỗ trợ mà ba bát màn hình Hello á, những cái con iPad mà nó hỗ trợ 4G xài sim á, thì mình nên làm cái cách này nha các bạn. Thì nói chung giá cả nó cũng hợp lý, nó cũng không có cao lắm ha. Để có gì mình đi chơi gia đình mình có mua cái sim mình bỏ vô mình xài internet nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.